sách ảnh chuỗi quạt có hết và còn đi loan truyền cho người khác nữa. Ước mong rằng tất cả những người công giáo khác hãy nhìn vào một người đạo ông bà đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà bớt ăn, bớt mặc, bớt ăn uống, bớt chi tiêu đi để mà noi gương cái người đạo ông bà này đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác. Máy sách ảnh chuỗi quạt còn con. Con xin kính chào cha, chào tất cả các người trong cộng đoàn. Con là Phạm Văn Nam, năm nay 35 tuổi, con đến từ tổ 3, thị trấn Đức Am, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông ấy ạ. Con được ơn gì của Chúa? Con được ơn của Chúa là hồi tháng 9 năm ngoái con bị ung thư hạch bạch huyết. Thì thầy của con là hạch lymphoma virus trong máu tăng sản năng ấy ạ. Thì đến lúc phát hiện con là cũng giai đoạn 3B. Thì nhờ có mấy người ở bên hàng xóm của con ấy, họ cũng đã từng nghe đến cha nên là họ chỉ cho con đi vào đây để cầu xin lòng thương xót của Chúa. Thì con có vào đây và được cha đặt tay, thì nhờ Chúa dắt đường chỉ lối mà con đi vào bệnh viện 175 quân y, gặp được thầy thuốc đã giúp cho con đi đúng đường đúng thuốc để con khỏi bệnh ạ. Nay con lên con làm chứng cho Chúa là con đã khỏi. Dạ con thờ ông bà bố mẹ thôi. Đạo thờ ông bà bố mẹ. Hallelujah. Con có mấy nghe giảng lòng Chúa thương xót chưa? Dạ con có rồi nhưng mà nó bị hư rồi. Anh cũng đã đi mua máy nghe rồi. Dạ. Vâng, đây tôi tặng lại cho anh cái máy. Thầy chia một người ngoại đạo mà họ nghe đến mức độ mà nó hư cả máy. Có những người có đạo mà tặng máy chưa bao giờ mở một lần cho đến chưa bao giờ nó hư. Vì lý do là con chưa bao giờ con mở. Tôi tặng anh cái máy 370 giờ lòng thương xót nha. Ước mong rằng cái máy này được loan truyền đến cho nhiều người khác nữa. Rồi.